Phi Nhung được ghi nhận là một trong những ca sĩ thành công nhất tại thị trường ca nhạc hải ngoại. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng của Phi Nhung đã giúp cô gặt hái được không ít thành công. Mới đây, thông tin nữ ca sĩ qua đời khiến người hâm mộ cũng như đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng, thương xót. Từ tuổi thơ đầy thăng trầm và đẫm lệ, Phi Nhung sinh năm 1970 ở Pleiku, Gia Lai. Cô là con lai Việt Mỹ, mẹ là người Việt, còn ba là người Mỹ. Nữ ca sĩ là kết quả mối tình lầm lỡ của ba mẹ. Ông ngoại Phi Nhung bắt mẹ cô phải phá thai, thậm chí từng đánh mẹ cô đến ngất xỉu, nhưng bà vẫn nhất quyết giữ lại giọt máu của mình và trốn vào chùa sinh con. Phi Nhung từng tâm sự, cô chào đời ở chùa được một tháng thì bà ngoại bế cô về. Ông ngoại thấy cô xinh xắn thì đồng ý nuôi. Mẹ cô khi ấy đi bán dưa gang để lấy tiền mua sữa nuôi con. Phi Nhung lên 1 tuổi, bà kết hôn với người chồng quê Cam Ranh, Khánh Hòa. Vì sợ bị chê cười nên bà giấu chuyện từng sinh con, gửi Phi Nhung cho bà ngoại nuôi, thỉnh thoảng gửi tiền chắt mót về. Năm 9 tuổi, Phi Nhung được mẹ đón về Cam Ranh. Lần đầu tiên Phi Nhung được hưởng cảm giác sống chung với mẹ, nhưng chỉ vỏn vẹn 2 năm thì bà mất do tai nạn giao thông. Sau đó cô sống với ba Dượng và các em cùng mẹ khác cha. Không lâu sau, bố Dượng đi tìm hạnh phúc mới, Phi Nhung đưa các em cùng mẹ khác cha về lại Gia Lai. Nghỉ học làm thợ may để nuôi em như lời đã hứa với mẹ mình trước khi qua đời. Giọng ca hải ngoại đầy truyền cảm, dù không được sung túc nhưng Phi Nhung có một tâm hồn đam mê nghệ thuật. Cô yêu thích dòng nhạc dân ca trữ tình và cải lương. Từ bé Phi Nhung đã hay hát và mong muốn trở thành ca sĩ. Năm 17 tuổi, Phi Nhung được dì ruột đón sang sống tại bang Florida, Mỹ để thực hiện ước mơ ca sĩ của mình. Cũng từ đây cuộc đời cô được sang trang mới tươi đẹp hơn. Phi Nhung được nữ ca sĩ nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu Chi Di Phương Trinh phát hiện và hết mực giúp đỡ. Khi ấy Phi Nhung là một ca sĩ mới toanh, nhờ Chi Di giới thiệu show diễn, kết nối quan hệ với giới văn nghệ sĩ hải ngoại. Cô từng phải tự tiếp thị CD của mình khi làm việc ở cửa hàng băng đĩa nhỏ tại California. Nếu may mắn được mời hát tại một số quán nhỏ hoặc tiệc cuối tuần, cô được trả cát xê khoảng 100 đến 200 USD một đêm. Phi Nhung sống tiết kiệm, dành tiền mua tã sữa cho con, đến nỗi không có trang phục đi diễn, phải mượn Chi Di. Nếu không tình cờ gặp Chi Di, có lẽ giờ này tôi vẫn là công nhân nghèo khó. Chị và gia đình đã không chỉ cho tôi mượn mái ấm, mà còn cho tôi cả tình thương. Phi Nhung vẫn luôn nhắc về Chi Di với lòng biết ơn sâu sắc. Từ sự giúp đỡ của Chi Di, Phi Nhung nhanh chóng nổi tiếng. Giai đoạn 1994-1998, cô ca sĩ từng phải đi tiếp thị CD của mình, được mệnh danh là Nữ Hoàng Băng Đĩa. Khi phát hành đến 15 CD trong một năm, in bao nhiêu thì bán hết sạch bấy nhiêu. Tuổi 50 không chồng, vui vầy cùng 2-3 người con nuôi. Thành công trong ca hát, nhưng Phi Nhung lại không có tình yêu trọn vẹn. Nữ ca sĩ đến giờ chỉ công bố duy nhất một người con gái ruột là Wendy Phạm, chứ không hề chia sẻ gì về ba của con gái cô. Phi Nhung chọn cho mình cuộc sống chỉ cống hiến cho nghệ thuật và các con thay vì tình yêu. Cô trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và nhận nhiều trẻ cơ nhỡ làm con nuôi, sống bên chúng như mẹ ruột. Trong số những người con nuôi của Phi Nhung, có Hồ Văn Cường là cái tên nổi tiếng nhất. Sau khi nhận nuôi Hồ Văn Cường, nữ ca sĩ chăm lo cho con nuôi cả việc học hành và ca hát. Có thể nói, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có đóng góp rất nhiều cho đời sống nghệ thuật Việt. Cô cũng có tấm lòng nhân hậu khi đã chăm sóc, lo lắng cho nhiều đứa trẻ có thân phận
cơ nhỡ. Cho tới cuối đời, Phi Nhung vẫn muốn ở một mình để lo cho các con. Cô không muốn bất hạnh riêng của mình lặp lại với những đứa trẻ khó khăn đã nhận nuôi. Những điều này đã giúp Phi Nhung trở thành một nghệ sĩ đáng trân trọng của showbiz Việt. Từng nhận xét về Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ: Phi Nhung là một ca sĩ, người phụ nữ chịu khó, giỏi giang mà Quỳnh được gắn bó hơn 20 năm qua. Cô ấy đã đi lên từ tận cùng của sự gian nan vất vả, từ thuở còn niên thiếu. Đến giờ này, tuy đang trên đỉnh cao của sự vinh quang trong cuộc đời, nhưng cô ấy vẫn chưa hết vất vả lo toan. Phải nói cô ấy là một người bạn, một người tình sân khấu mà Quỳnh luôn trân trọng. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện tại bệnh viện Gia An 115 vì mắc Covid-19 từ ngày 15 tháng 8, nhưng tình trạng chuyển nặng nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Giấy ngày 26 tháng 8. Sau hơn một tháng điều trị, Phi Nhung đã không qua khỏi và ra đi mãi mãi vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 trong sự tiếc thương của bạn bè văn nghệ sĩ và những người hâm mộ